câu kia để ngồi đi. Hai người ngồi một. Qua người là đủ cái yên tâm, người ta làm nó phải chắc. Thuyền ơi, lúc này là mình du thuyền trước hay là tùy em thích cưỡi voi thì em các chị mà ở còn lâu du thuyền à? Cứ đi cưỡi voi đi. Chị cũng đăng ký rồi đấy, thì nhưng mà không biết còn voi để cưỡi không? Em lên đi, lên cưỡi đi, lên đây, lên đi, lên đi, lên đi. Chị đang quay. Ai nhở bà ấy đâu nhở? Cưỡi hoa lên cả cưỡi đi. Ai nhở? Ai đang chỉ cưỡi voi vừa lấy nhở? Bà tuyển đâu? Đây, lại còn bò nữa đây cả nhà ơi, này này nhìn bò này. Đấy ở hồ Lắc này, đây hồ Hồ Lắc này. Đây. Đây, lại có cả bàn bò nữa đó. Bác Thuận ơi, các bác có số điện thoại à, của bác Tài đây, bác Tài. Lấy số chưa, lấy cái số đặt ăn tối này. Nhà hàng ở Đà Lạt. Ừ, được rồi, tính nữa chị liên hệ. Chị đang liên hệ một chỗ xong ngày mai chị ăn ở chỗ em một bữa nữa. Được rồi, cứ bình tĩnh. Chào đi. Đi 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 thời đại 4.0 lên mà cưỡi một phát cho nó biết đời. Xong ghẻ kiểu kiểu sợ nhỉ. Nguyên nó cuộn, cuộn chết luôn. Phòng muốn mốt. Con voi là được 3 mét. Quá to. Quá to. Cầm với chị cái, chị đứng ở gần đấy một tí. Kệ. Nó ngoằng cái người. Vòi, vui gì. Đi bắt rồi, người kia rồi. Đừng đứng xa tít voi cho đá đấy. Chú ý nhá, voi mọi người đừng đứng sau tít voi nha, nó đá đấy nhá. Kìa, dám ở cái voi kìa. Thôi ơi. Hai con voi đấy. Đây anh em đang ở hồ Lắc Ca. Buôn. Voi này con cái không muốn gà. Voi châu Á là voi cái không muốn gà, voi châu Phi là voi cái không gà, còn voi châu Á mình là con cái không nào mình sẽ có gà. Voi châu Phi con cái không gà. Nào chị ra đi. Chị lên đi. Sợ lắm. Chị đi cùng chị Hoa lên kìa. Sợ lắm. Ta đi ta phải rủ anh Cường đi. Có cái gì anh ấy chứ còn một mình chị sợ lắm. Ở đâu? Sao chị lên chị Hoa lên hả? Đây bắt đầu xuống cái này. Có người đang đi trước mình đi ở bìa. Có người đang đi trước mình, mình đang đi sau. Cho người ta đi xem. Thế có hai con voi thôi à? Có hai con người đi trước. Nó ngồi vào kia rồi. Chứ làm sao mình ngồi được gì? Anh em chuẩn bị xuống để cưỡi voi đấy. Cưỡi voi. Con này mấy cô này tay ở đây này, trước ở đây. Đấy, cái voi đấy, cái voi của con voi đấy. Hai ông này đi từ bên kia. Cho Thuận quay cái, cho Thuận quay cái, cho Thuận quay. Rồi vô quay đâu đó kia ai chụp hình rồi chụp hình. Đây đây đang quay, đang quay đây, đang quay. Cô quay ở đây không được đâu, chỗ đây chỗ lên voi cô quay không được, cô đứng bên kia quay. Rồi vô ơi. Vô ơi, em quay cái đầu vô cho khách chụp hình đi. Sao anh quay cái, quay cô quay ở đây không được, cô quay phải qua góc kia, góc đây góc lên voi cô không quay được.
Thì quay ở chỗ nào? Quay ở chỗ nào kia thì gốc cây đẹp gì? À, nhom đi. Nhom đi, nhom bên xa thì mình lên đây đi. Nhom cái này xuống kiểu gì? Cho quay hình gái, cho quay hình gái. Đấy, anh em đang cưỡi voi đấy, đang cưỡi voi đấy, đang cưỡi voi ở Hồ Lắc, đang cưỡi voi ở Hồ Lắc đấy. Đây, con này đang chuẩn bị tiến tới này, đang cưỡi voi ở Hồ Lắc này. Đấy, đang cưỡi voi ở Hồ Lắc đây. Có 15 phút thôi mà. Cưỡi voi có 15 phút thôi. 12 phút rồi. À thế à? Mấy khi thời đại 4.0. Đấy, bắt đầu đang tìm ra. Thì mình ghi lại hình ảnh ra. Anh cứ cưỡi chứ ai bắt bác không cưỡi đâu. Bác cứ cưỡi thoải mái. Già quá nó không cho cưỡi. Cho cưỡi thoải mái. Bác cứ cưỡi thoải mái đi. Cưỡi thoải mái luôn. Hồ đấy. Không, cái nào không có bằng cái này không chưa, không lên kia